Rồi, hello, xin chào anh em nha. Hôm nay quý trở lại giới thiệu với anh em một số những cái món hàng. Thì cái bãi hàng này là của em ruột của quý. Thì quý review lên đây giới thiệu với anh em một số máy móc này. Thì anh em phía dưới là quý sẽ gắn số điện thoại của em nó vô. Thì em nói tên Nghĩa ha. Thì anh em gần xa coi thì cái nào cái việc giá cả là cái việc gọi làm việc trực tiếp với Nghĩa, hàng của Nghĩa. Quý chỉ việc giới thiệu đến anh em thôi. Thì cho anh em biết tất cả các mặt hàng này. Thì hiện giờ số điện thoại quý không nhớ, anh em chịu khó xem dưới phần mô tả quý sẽ cập nhật sau nha anh em. Em nói tên Nghĩa nha. Đầu tiên là quý giới thiệu với anh em là trước mặt chúng ta là có bốn cây khoan Kira. Bốn cây khoan này thì nói chung ra là giá nó mua cũng cao lắm nha anh em. Thì anh em cứ việc liên hệ thôi, được thì mua, anh em thấy thuận thì mua, còn không thuận thì thôi, nó không có gì hết trơn á. Rồi nè, như cái cây đầu tiên này nó có cái hộp gì không biết nè. Cây này là 0,4 kW, tức 400W nha anh em. Đâu, điện thế 200V, con này 3 pha ha. Con này nó dùng điện 3 pha 200V ha. Thì có cách sử dụng thì nếu mà anh em thợ motor thì anh em sẽ gắn cái tụ đề ha, là mình sử dụng điện gia đình luôn, một pha luôn. Đó. Motor Natonan Made in Japan. Con này là hiệu Kira nha đây anh em, đây là cái dòng khoan mà nổi tiếng là trong gọi là khoan hệ ở trong cái gia đình nhà khoan nha. Rồi con này có 3 bu ly nè. Bu ly giữa này là bu ly kéo chạy hệ tự động ha anh em. Đây là con khoan tự động nha. Đó. Nó kẹt kẹt gì rồi không biết. Này thì quý không biết ha. Đó. Con hệ tài. Giống như cái hệ cái bộ tự động nó giống như nó bị kẹt vậy đó anh em, không có vô tự động được. Cái này chắc anh em về phải kiểm tra lại rồi. Mở ra kiểm tra lại, không có gài tự động được nè. Giờ chỉ có quay tay thôi. Thì nó hai hệ, mình muốn xài tự động thì mình xài, còn mình muốn quay bằng tay thì mình quay, chứ không phải bắt buộc lúc nào phải xài tự động. Cái bộ nhông tự động nó giống như nó bị kẹt rồi. Cứ kiểm tra lại lần nữa. Rồi bị kẹt đó anh em ha. Đây là con khoan tự động Kira bàn vuông, đầu khoan kẹp 13 ly ha anh em. Đầu kẹp 13 ly, bàn còn rất là đẹp. Gãy cái tay quay ở đây, cái tay quay lên quay xuống á, còn cái tay khóa bàn thì còn ha, tay khóa bàn thì còn. Con này là 1 mét nha anh em, con này cao 1 mét, nắp còn đây, công tắc đồ liên lạc đầy đủ, nó có công tắc hành trình nữa ha anh em. Kéo lên tới đây là tự tắt nè, đây là gọi là công tắc hành trình. Rồi con tiếp theo thì quý nhắc lại là giá cả thì anh em cứ việc liên hệ số điện thoại, xíu nữa quý sẽ cập nhật ở phần mô tả nha. Đây là cái hàng của đứa em, thì quý giới thiệu anh em cứ việc liên hệ trực tiếp với em đó. Đây là cây khoan Kira thứ hai. Khoan này cái khoan bình thường, không có chức năng tự động nha anh em, quay bằng tay thôi. Cái này nó giới hạn độ cao của mũi khoan nè. Đây là cái khoan bàn tròn rất đẹp nha anh em, cái bàn anh em thấy đó, rất là đẹp luôn, không có dấu lủng luôn. Con này 1 mét, nắp bể hết rồi, 2 bu ly liền lạc. Và motor 0,25W, điện là 200V là 3 pha nữa nha anh em. Con này vẫn là điện 3 pha 200V luôn. À, con này được cái bàn tròn rất đẹp, tay quay còn liên lạc ha. Tay quay còn liên lạc. Công tắc còn. Rồi đây là thông số của nó, đây là thông số vòng quay thôi của 4 rãnh bu ly, mỗi rãnh sẽ có cái số vòng quay khác nhau thôi, tỷ số chuyền khác nhau. Rồi con Kira tiếp theo cũng bàn tròn đẹp lắm nha anh em. Nói chung là mấy con này bàn tròn là đẹp long lanh luôn.
mới tin luôn. Hai bu ly trơn chu. Con này thì tay quay còn đầy đủ, tay quay lên quay xuống khóa bàn rồi còn đầy đủ ha, công tắc bên hông ha. Còn bên đây thì công tắc nhấn, công tắc này nó khác công tắc này. Đấy, hai bu ly rồi. Tiếp tục quay motor cho anh em xem. Motor Hitachi công suất 200W, điện thế 100W. À, con này một pha ha anh em. Con thứ ba này là một pha nha. Con ngoài bìa là quý đặt là con thứ nhất đi, con này là con kế là con thứ hai. Con thứ ba là điện một pha, hai con bìa là điện ba pha ha. Rồi, công tắc còn liên lạc đẹp. Rồi, con thứ tư. Con này là con cao nha, mét 2 nha anh em. Con này cao 1m2. Có tự động luôn nha anh em. À, con này gài được nè. Đấy, còn con bên kia thì nó kẹt. Con này gài tự động thì anh em quay. Con này motor giống như bị cứng anh em ơi. Nha. Motor con này bị cứng không biết lý do ha. Motor 750W. À, dòng tua motor này là 960 nha anh em, 945 vòng. Đến 950. Con này thuộc dạng là gọi là tua chậm. Con này là chức năng là tay go rồi, khoan tay go rồi. À, quý không biết, không có biết rõ hay không nha, quý nghĩ thấy 3 bu ly quý nói vậy nha. Quý không gành lắm đâu, con này 3 bu ly tỷ số chuyền rất là thấp. Đây là thông số của nó ha, thông số tỷ số chuyền của nó ha. Đây là cái bộ tự động ha. À, con này gài tự động được nè. Con này còn gài tự động được nè, rồi xà tay nè. Anh em thấy đẹp không? Rồi. Đấy. Ba bu ly Kiga đẹp, con này chỉ bể nắp anh em. Motor thì bị cứng không rõ vẫn nguyên nhân ha. Motor bị cứng không rõ nguyên nhân. Thì nếu mà anh em ở xa mà mình sợ motor có bị cháy hay không thì có gì thì quý sẽ nói em nó mở motor ra kiểm tra xem có bị cháy hay không, báo anh em luôn, nhiều khi nó chỉ hư bạc đạn thôi. Rồi, cái bàn tròn này cũng rất là đẹp, bị lủng hai lỗ anh em. Đấy, lủng hai lỗ. Ngoài ra là rất là đẹp. Không quan trọng gì lắm, lủng hai lỗ này xấu xíu thôi, không quan trọng gì lắm. Bàn này khoảng 4 tấc nha anh em. Bàn này khoảng 4 tấc á. Còn mấy cái bàn nhỏ này thì khoảng 3 tấc anh em. Bàn nhỏ 3 tấc, bàn lớn này 4 tấc. Đường kính 4 tấc. À, đã có nguyên cái công tắc tủ điện khởi động từ gì của nó nè. Ở đây cũng có công tắc luôn. Chung là 4 cái khoang này một dòng khoang hệ. Nhưng mà đâu đó cũng có những cái lỗi không hoàn chỉnh lắm. Tuy nhiên về cái mức độ làm việc, về cái năng suất làm việc thì nó là tuyệt vời, bởi vì cái độ chính xác nó rất là cao. Rồi, sẵn đây có máy bơm nước, anh em ưng con nào chụp hình màn hình gửi luôn nha. Gửi cho em nó có thời gian thì em nó sẽ cập nhật cho anh em ha, cập nhật giá cả anh em ha. Con này Subaru Okio Japan. Con này 6 ngựa nha anh em. Con này bơm nước 6 ngựa. Con này 4 ngựa rưỡi, Subaru 4 ngựa rưỡi. Con này Gobin E20. E20 này là 5 ngựa anh em. Công suất tối đa 5 ngựa. Mấy con này miệng chắc 670. Rồi, gốc Eto thủy lực có 3 cây. Eto thủy lực. Con này nhiều. Con này
Rồi có ba cây to thủy lực đó, thì anh em biết muốn cụ thể con nào thì chụp hình ha, khoanh vùng trong con đó cho giúp em ha. Chụp hình ví dụ đây là con này thì anh em đánh dấu ít đây gửi qua Zalo. Anh em muốn chọn con nào đó nó báo giá anh em ha. Rồi thông số kỹ thuật như nào lúc đó nó báo luôn. Hiện giờ quý em có thước ám chừng thôi. Để coi chừng này khoảng 18 20 khoảng 10 15 khoảng 150 á. Con này cũng cỡ 130 nè. Cái này chắc khoảng 170-180 đó anh em ha. 117-118 phân á. Đây là eto thủy lực nha anh em. Gọi là eto thủy lực. Anh em có thể tới mua trực tiếp tại cửa hàng số 629 nha. Đứa em kế bên. Của quý thì 629A, còn đứa em đây là 629. Chung địa chỉ luôn, anh em có thể tới mua trực tiếp, coi hàng, làm giá dễ hơn ha. Rồi ok, chào tạm biệt, cảm ơn anh em đã xem nha. Anh em nhớ liên lạc số điện thoại ở phần mô tả phía dưới video nha anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em.